cậu con trai tuổi tin của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã được bổ nhiệm làm quan sát viên trong một tiểu đoàn mới thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Adam Kadyrov, con trai nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov, vừa tròn 16 tuổi vào tuần trước. Theo hãng tin Reuters, Adam Kadyrov đã xuất hiện trong một đoạn video trên mạng xã hội do cha mình đăng vào tháng 9 vừa qua. Trong video, Adam đã đấm và đá một tù nhân bị buộc tội đốt kinh Koran. Đoạn video đã làm khơi dậy làn sóng lên án rộng rãi, trong đó có những chỉ trích từ một số người theo đường lối cứng rắn ủng hộ Điện Kremlin. Ông Kadyrov, một đồng minh trung thành của Tổng thống Vladimir Putin, thời điểm đó cho biết ông tự hào về con trai mình. Ông Kadyrov nói mình tôn trọng con trai vì đã có được lý tưởng của người lớn về danh dự, nhân phẩm và bảo vệ tôn giáo của mình. Hôm 28 tháng 11, ông Adam Delimkhanov, người đứng đầu sư đoàn Chechnya của lực lượng vệ binh quốc gia Nga và cũng là thành viên Quốc hội Nga, cho biết chàng trai trẻ Adam Kadyrov vừa được bổ nhiệm làm quan sát viên của một tiểu đoàn súng trường. Ông Delimkhanov được coi là quan chức cấp cao thứ hai của Chechnya sau ông Kadyrov. Ông Delimkhanov thông báo trên Telegram, việc bổ nhiệm này là kết quả tự nhiên từ những đóng góp quan trọng của Adam trong việc duy trì các giá trị tôn giáo, gia đình và văn hóa của người dân chúng tôi. Phía ông Kadyrov chưa lên tiếng về thông tin mới nhất.